Sát thì ra siêu. Anh còn sống không? Ơi, cái gì vậy? Rồi, sáng sáng chút mọi người. Thôi, sủa hoài, mệt quá. Ừ, biết mà, demo đấy, nó gọi là demo đấy mọi người. Trời ơi, mới vô mà xô xát rồi. Tôi lại nằm mơ sao? À, tôi nghĩ tôi nên thức dậy thôi. Ừ, nằm mơ phải dậy đi chứ. Ngủ nữa mơ nữa là sao? Ủa này bếp mò ra. Cái này bếp mò ra. TV sao vậy? Ê, có gì không? Không thật sự muốn ra ngoài được lúc này. Trời má, cái cửa thấy ghê không? Cái gì đây? iPhone à? Ồ, giống như Samsung mọi người. Nhìn giống như Samsung ấy, cái màn hình đó. Tôi nên gọi cho ai? Gọi cho Melissa. Hey Sen, cũng lâu rồi. Ừ, cũng lâu rồi. Tôi hy vọng bạn ổn. Tôi ổn mà, nhưng mà tôi đang bận. Bạn thì sao? Tôi cũng ổn, chưa chết. What the shit? Ờ, tốt để nghe đấy. Tôi bắt đầu mừng rồi. Không thể loại bỏ được tôi dễ dàng vậy đâu. Này, chúng ta sẽ quay lại thị trấn ngay khi chưa. Chúng ta sẽ quay lại thị trấn sớm. Chúng ta nên ra ngoài thôi. Được sao? Thật là tuyệt. Sát có ý tưởng chúng ta nên đi cắm trại cuối tuần này và như mọi khi. À, rồi tôi cảm thấy mừng rỡ. Ok nhá. Ok. À, rồi đi đi đi. Lấy điện thoại à? Ui. Rồi. Trời ơi, má giống như già lạ cái mọi người. Ở đâu đó, Ohio là cái gì? Ohio là có mẹ gì? Ừ. Rồi, ai nhìn mình kìa. Tiểu bang ôi hôi bên Mỹ á. Ôi vậy hả? Hay vậy. Rồi mê đi Mỹ chưa? Ôi, chúng ta ở đây rồi. Ờ, đây là buổi cắm trại sao? Đúng vậy. Không, một không hay à. Không biết nữa. Đi Mỹ Tho à? Ôi trời. Lại em nữa cơ. Anh bạn nghĩ sao? Tôi thích điều này. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Đi suốt là hàng ngao near here. À, chúng ta đã từng ở ngoài này lần trước. Ta đoán rằng các bạn chưa có từng đi đến đó. À, chúng ta nên bắt đầu set up thôi trước khi trời tối. Ok. Tao biết. 6 giờ PM. 6 giờ PM mọi người. Chapter 1 Reunion là tái họp. Reunion giống như là tập hợp đó mọi người. Đúng không? Rồi. Trời ơi, cắm trại giờ nay còn chưa xong. Có cắm chặt, có bật cái lều thôi mà mò mò nữa kìa. Anh, bạn nghĩ sao ở chỗ này? Ừ. Rồi cho cắm gậy luôn. Coi nói chuyện lấy đèn đi. Ừ, lại lắc kìa, lắc, 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 lắc. Ừ, nói chung dạo này mạng nó sao sao mọi người. Tôi nghĩ nhiều khi không phải do lỗi máy móc mình đâu. Nhiều khi đường truyền mạng ấy, lỗi của hãng đi hãng mạng ấy. Ừ. Cái gì mà như vậy SIDA. Nói chung tốc độ ok mà tải tốc độ lắm luôn á. Nói chuyện lấy đèn đúng không? Lấy đèn đó mọi người. À, hot dog à. Cái đèn đâu? Ừ. Bởi lần sau đăng ký gói mạng mới mọi người. Tôi nghĩ nên đăng ký gói mạng doanh nghiệp. Gói mạng doanh nghiệp là bao ngon luôn á. Ừ. Lấy đèn pin đi. Close. Cảm ơn. Đừng có bị lạc đấy. Ok. Inventory.
bạn có thể equip mà. Làm sao? À, equip rồi close thì làm buồn què gì, đi chung với thằng này à? Hai đứa hẹn nhau vô rừng làm gì? Hai đứa làm hẹn nhau vô rừng làm gì? Hợp nhau à, hôn nhau à hay gì? Ồ, rừng gì đâu mà cây cối chuội dữ vậy trời, cây cối chuội dữ vậy. Ừ, đâu vậy anh ơi? Đi tới ngôi nhà đi. À, gì đây, chuồng chó à? Cái này cái gì vậy? Đi tới ngôi nhà đúng không? Gì ta, chuồng chó à? Em kinh dị đấy, kệ thằng đó à. Rồi, nhà đâu? Hello, nhà đâu, nhà đâu? Đừng hù nhá, chết mẹ đấy, điện tiếng nhạc nó mất rồi. Ở xe của ai vậy? À, ơi, creepy isn't it? Cha hết hồn. Ôi ông ơi, ông là tôi sợ đấy. Ồ, xin lỗi nha. Anh vừa nói gì nhỉ? Căn nhà này, em có thể thấy nó từ từ phía bên này. Rồi, oh yeah, I guess it's pretty creepy. Lấy chìa khóa tới nhà đi à. Không, anh đang xài wifi mesh nè em. Anh đang xài cục wifi mesh nè. FPT cho luôn đây. Mà anh cắm dây luôn nha em ơi. Ừ, wifi mesh giống như là nó phát mạng thôi. Mà ăn thua là mình đăng ký mạng gì đấy. Ừ, yếu đâu yếu, wifi mesh mới yếu đấy em. Em muốn mạnh và phải cắm trực tiếp vô cái mạng gốc ấy, nó mới mạnh. Ừ, làm sao là chìa khóa à? Kia à, là gì nữa? Vô nhà đúng không hơn? Vô nhà ở, tự nhiên tôi vô nhà làm mẹ gì? Tôi nghe ngã nó đi rồi. Việt theo ok quá. Đâu, hình như anh cũng Việt theo á. Đúng rồi, anh Việt theo nè. Đúng rồi, anh xài cục màu vuông vuông Việt theo nè em. Đúng rồi, rồi xài cục vuông vuông của Việt theo nè. Nhà khác nhà gỗ mà. À, à, bỏ nhà gỗ bên nào cơ? Nhà gỗ bên nào? Bên này à? Cái gì vậy? Ui, cái gì đây? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa má, còn nó cái con Raptor đúng không? Rồi, không, giống như là mình đăng ký có doanh nghiệp á, nói chung là mình sẽ nhiều người kết nối wifi được. Ừ, thì gói mạng cao thì mình trả tiền nhiều hơn thôi. Ừ, chạy thẳng tới đúng không? Mình phải trả tiền nhiều hơn thôi. Anh tính số máy vô thôi đúng không? À, ok. Ừ, quên, em học IT rồi đúng không? Em học qua mạng máy tính em biết mà đúng không? Ừ. Ủa, nhà gỗ đây à? Nhà gỗ đây à? Học qua mạng máy tính à? Chắc cũng hiểu mà. Rồi, Fear the Moon nè. À, đúng chủ đề game luôn nè, còn gì nữa? Accident Block the Set of My Woods nè. Rồi, không gì cả. Gì đây? Không có gì hết. Hắn ta đang quan sát cô. À, thì không. Rồi, sập mẹ cửa luôn rồi. Ma, mới vô nhà ta chưa dĩ chơi phá mẹ cửa rồi. Saki à? À, mở đi. Cái gì vậy? Ôi, cái gì đây? Khủng khiếp quá mọi người. Ở đây thật sự tối, giờ tôi nên quay lại thôi. Rồi, oh no.
Người sói xuất hiện rồi. Ôi, chạy. Cái tiếng gì ghê vậy? Ôi. Ôi, tiếng gì ghê quá. Đúng rồi. Gì mà ghê vậy trời, để mình con gái đi à. Ok nhá. Rồi, đây. Trời ơi, đốt lửa chạy đốt có khúc củi thôi mọi người. Méo hiểu luôn. À, anh, cô ổn, em ổn chứ, nhìn em như mới gặp ma vậy. Em mới nghe tiếng rất là lạ trong rừng. Tiếng gì? Cái gì lạ cơ? Em không biết có phải là sói hay cái gì không. Điều kỳ lạ, sói đã không có ở nơi đây một thời gian hơn 200 năm rồi. Ăn uống ngủ đi nữa. À, em có chắc rằng đó là tiếng của con gì, con mèo à? Có phải con mèo không? Mèo rừng à? Rồi, có thể là đó là người sói. Come on, sát zombie đừng có mắc cười như vậy chứ. Start start ba lê cũng bị theo à. Xua với anh là mạnh nha em. Xua với anh là mạnh nha. Một khi đăng ký ngốn tiền lắm đấy. Rồi quá. Anh ta có thể có thật đấy. Hắn ta có thật đấy. Anh đã biết câu chuyện đó chưa? Trời ơi, giới thiệu cho người ta mình phải biết chứ. Khi em tư vấn cái gì phải biết sản phẩm chứ. Jadu. Người xấu như thế nào? Just a bit, chỉ là một câu chuyện thần thoại địa phương thôi. Tôi thề tôi đã nhìn thấy anh ấy trong rừng một lần sau cái bữa tiệc. Anh uống bao nhiêu ly rồi? Tôi không biết. Phil, tôi thật sự thấy cái gì đó nó rất là lớn. With a bright eye, với ánh mắt là sáng rực. Trời ơi, chưa dùng kêu anh shit, phải trải nghiệm trước rồi mới giới thiệu cho anh chứ. Sát why you close, có phải đó lý do anh chọn chỗ này không? Xét maybe, tôi không thể tin anh được. Tỷ sao chọn cái khu vực nguy hiểm cho bạn bè cắm trại mọi người? Chết freak me out à, hắn ta làm tôi sợ đấy. Nếu mà chó sói có thật thì gì ta, nếu chó sói có thể tìm thấy quanh quẩn đâu đây chúng ta sẽ ổn thôi. À, ở gần cái khu khu trại. Ok, chúng ta bắt lửa được không? Bữa nay bắt đầu lạnh rồi. Rồi sao nữa, tôi sẵn sàng để thư giãn. Rồi rồi, cắm trại thôi, rồi vô cầu nguyện thôi. Chứ vậy thôi à. Và 9 giờ tối mọi người. Anh em like share kênh mình mạnh nha. Sen, em đang nhìn cái gì vậy? Xin lỗi, chỉ là nhìn mặt trăng hôm nay tròn quá. À, nhìn nó đẹp chứ. Yeah. Khi em yêu thích cái gì đó, hãy sao ta? Lấy món ấy đồ ăn đi, mọi thứ trở nên lạnh rồi. Ok. Lấy đồ ăn à. Đồ ăn à? À. Đồ ăn đâu? Đồ ăn đâu? À, đồ ăn đây đây này. Tôi cần cái chén à, à bô à. Bô. À bô. Đây à bô có rồi. À bô, ai kiếm không? Rồi. Ok. Trời ơi, má ơi, đi cắm trại mang ngốc ăn uống ngon vậy. Hay gì ta? Đúng IT có khác ha.
Tôi nên ngồi I should sit down before it à. Ngồi xuống đi. Ở kia. Ngồi đi. Ê, sao đéo ngồi? Ngồi được mà. Ở kia. Ngồi đi, ngồi đi. Không ngồi được à? Không ngồi được. Đọc lại comment nè. Về nói chuyện lấy tô múc đồ ngồi xuống ăn uống đi ngủ đi à. Không thì lấy được ăn rồi mà sao không ngồi được. À xít là ngồi nè, trời ơi quỷ à, quỷ yêu thiệt chứ. Rồi ăn đi, trời ăn rồi đưa cái tô, trời ơi má ơi ăn chất lượng quá. Rồi ăn đi. Ơ ăn vậy thôi à. Ơ kìa. Bởi vậy chán ghê á. Rồi sao nữa? Rồi, vô việc. Rồi, sao sao mọi người ngồi đây mà một cách trầm tĩnh thế? Thật tốt khi nhìn khi gặp lại các bạn một lần nữa. Ừ, tôi rất mừng. Năm một bởi vì đã rất lâu rồi. Sau cùng chúng ta cũng được bên nhau. Cũng gần một năm rồi à. Vậy à, anh đúng đấy. Bầu trời nhìn rất là nice. Ok. Ừ, rất là tuyệt. Nice to get away from the light pollution. Ok. Rồi sống này Resident Evil tiếp rồi mọi người. Ừ, sống này Resident Evil tiếp nha. Do you guys want to hear? Anh các bạn muốn nghe huyền thoại về con người sói không? Oh, great, this again. I know I can be upset with the crystal stuff sometimes, but this one really creepy. Sure, người xấu gì vậy? Cảm ơn Hương. It's an urban legend out there. À, nó là một câu chuyện huyền thoại ngoài kia. Về một người đàn ông đó từng sở hữu sao ta? Biệt thự ở đây. Cảm ơn Hương nhé. Anh ta đã biến mất một thời gian rất lâu rồi và câu chuyện anh A không bao giờ sao là câu chuyện không bao giờ bị bỏ quên đúng không? À rồi, và thay vào đó đã biến thành người sói và lẻn vào trong rừng tấn công và ăn thịt động vật và cả gã con người. Ôi thật là bệnh hoạn. Actually more twist, nó còn còn nhiều cú twist hơn nữa. Anh ta tại sao ta đã Sentry out here hả? Anh ta có cái hang động động vật cơ ngoài này với rất nhiều con nhiều thịt chó hả? À rồi, anh ta đã sống hoàn toàn một mình ở bên cạnh động vật. Rồi ok. Khi anh ta biến mất và không ai biết anh ta đâu cả. Rồi. Anh ta tới nhà phát hiện nhiều thứ rất là khủng khiếp. Có rất nhiều động vật đã chết đói cho tới chết và bị nhốt nhốt trong căn phòng và cái chuồng và nhiều vết cào và máu khắp bức tường và cửa. Oh my god, thật là khủng khiếp. Và không có tệ hơn vào đó đâu. Họ nói rằng có một số động vật đã bắt đầu ăn thịt lẫn nhau. Would say it the owner himself ate them. À có thể là cái có thể chính hắn đã ăn ở bọn chúng sau khi hắn ta đã biến thành sói. Ok. But really, đó là câu chuyện nói cho mấy đứa nhỏ không không nên ra ngoài này và underrating kia không là đối với người mà hay uống uống rượu quá chén hả. Và thêm nữa với nhiều cái bữa party đó từng xảy ra ngoài này. Sorry. À, nói chung là được kể lại chuyện người nghe và thấy. Rồi rồi rồi. Cái này là demo em ơi, cái này là demo nha. A few missing person down here. Rồi. As really people don't come out.
Đó đó là lý do tại sao nhiều người không ra ngoài này nữa. Cảnh sát đã bắt đầu gọi là sau đó để bỏ coi như giống như là đóng hồ sơ luôn, không điều tra nữa. Vậy sao tại sao chúng ta ở ngoài này? Thì như mọi khi thêm nhiều cái nguy hiểm cho nó hấp dẫn. À, chúng ta không muốn ra ngoài mà với cái sao ta, nói chung là anh muốn cảm giác mạnh đó mọi người. Ổn thôi, the most dangerous thing out here is là con hươu và con mèo. Ok, xong chưa, hết chưa? Rồi sao, hết à? 10 giờ PM, 10 giờ PM. Trời ơi má, ngồi ngồi đây mà nãy giờ là 10 giờ PM luôn mọi người. Trời ơi sao tôi nghĩ là chúng ta nên đi ngủ thôi. Ừ đúng vậy, chúng ta bữa nay chúng ta đã mệt rồi, quay trước khi các bạn đi. Giá là nay Jack và tôi có vài cái thứ để nói với bạn. Alright, là cái gì vậy? Tôi nghĩ tôi sẽ nói chúng tôi dự định kết hôn. Trời ngon vậy. Cool. Yep, finally decide to tie the knot. Cuối cùng nó quyết định chốt đơn. Rồi. Tôi rất mừng cho hai bạn. Cảm ơn. Chúng tôi mong rằng chúng ta sẽ you will be the best man bro. Ok. Yeah, for sure man. I want you to change. Just like when you talk about as kids. Đừng có quên đấy. Ok. Trời ơi nó mới. Cái gì vậy? Vậy cha. À, các bạn đi ngủ trước đi. Jack và tôi ở ngoài này một chút. Ok. Trời ơi hai ngày kìa. Đấy dành cho những bạn FA nhé. Ăn cơm chó mọi người. Phải đi ngủ rồi. Ừ đi ngủ đi. Tôi nghĩ rằng you can check a tent. Tôi sẽ ngủ ở trong cái xe. Ok được quen nè. À, vô trong đây à. Rồi. Rồi hai đứa nắm tay nhau vô rừng luôn. Cái gì vậy? Ôi. Ơ. 12 dạy em à. Rồi. Ôi, tiếng hát vậy. Tôi nghe thấy gì không? Giống như từ cái căn nhà gỗ cũ đấy. Tôi mong rằng mọi người ổn. À, đi thôi, lấy cái đèn, lấy cái đèn. Rồi, ở quýp. Rồi, ở đâu vậy? Đường nào? Đường nào cơ? Đường nào vậy? Quýp quên mẹ đường rồi. Quên mẹ đường rồi. Nhà nào? Bên nào, bên nào? Đúng đây à? À đi đây nè. Lấy đèn tới nhà gỗ lụm chìa khóa, lụm cái bóng chày quay về xe. À. Cái gì vậy? Đâu? Ôi! Cái gì vậy? Sen, chuyện xảy ra vậy? Tôi không biết. Tôi và Jack vừa ở ngoài này một chút và có gì đó tấn công chúng tôi thì nó sẽ quá nhanh, tôi không thể nói điều gì. Tôi nghĩ rằng Jack là bị thương thật sự đấy. Thứ này quá bự và nhanh. Nó bắt anh ấy và đem nó đi rồi. Tôi nghĩ chúng ta phải đặt ở đây. Tôi không biết, I don't know. Tôi không biết nếu mà giúp anh ấy. Chúng ta đang tìm giúp đỡ. Chúng ta cần phải lên xe ngay. Jack had the key. Anh ấy đã bỏ chúng ở đâu đó trong đây rồi, phải tìm nó thôi. Ok. Rồi. Ok. Rồi nhá.
Ok. Tìm chìa khóa. Sáng dữ thần. Ừ. Đèn pin. Chìa khóa đây à? Ở chìa khóa nè. Rồi. Đi. Tôi tìm thấy chìa khóa xe rồi. Ra khỏi đây thôi. Let's go. No. Cái gì vậy? Sát thì sát siêu. Anh còn sống không? Ơi. Cái gì vậy? Chạy. Chạy ngay. Tôi cần phải ra khỏi đây. No, no, no. Chết rồi. No, 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 no. Rồi. Rồi ra khỏi đây thôi. Chạy. Go. Lên xe. Rồi, sao? Không sao cả. Tôi khởi động máy đi. Rồi. Cái gì vậy? No rồi, tiêu mẹ rồi. Ôi. À! Chết luôn. Ôi rồi, ôi. No. Cái gì này? Chắc tôi một hết rồi mọi người. Ok. Ok nhá, bây giờ sẽ chơi Resident Evil với mọi người. Hoặc là chơi cái game gì á, cái tên gì mà